Xin chào toàn thể mọi người thân mến. Vậy là chúng ta lại bắt đầu vào một mùa chăn nuôi mới của đầu năm 2023. Có rất là nhiều bà con chăn nuôi đặt ra câu hỏi cho em Tuấn là làm cách nào để xử lý chuồng trại chăn nuôi một cách tốt nhất và sử dụng sản phẩm sát trùng nào để đạt được hiệu quả cao nhất. Video tuyệt vời ngày hôm nay, em Tuấn tiếp tục chia sẻ cho mọi người những giải pháp để chúng ta xử lý môi trường chăn nuôi một cách tốt nhất. Thì trong quá trình chăn nuôi thì chúng ta cần phải vệ sinh môi trường một cách tốt nhất. Môi trường là vấn đề cực kỳ quan trọng trong quá trình chăn nuôi. Chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ và sát trùng chuồng trại. Thì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều những cái dòng thuốc sát trùng. Tuy nhiên, thì nếu chúng ta quá lạm dụng những cái sản phẩm sát trùng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người chăn nuôi và sức khỏe của đàn vật nuôi. Thì video tuyệt vời ngày hôm nay, em Tuấn muốn bật mí và chia sẻ tới mọi người một trong những sản phẩm đang rất là hot trên thị trường hiện nay, được rất là nhiều bà con tin dùng trong thời gian vừa qua, đó chính là sản phẩm Nano Silver vừa sát trùng này. Thì sản phẩm tiêu diệt hoàn toàn những virus, vi khuẩn và nấm mốc. Đặc biệt, sản phẩm đã được Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương chứng nhận là sản phẩm tiêu diệt được 650 loại vi khuẩn cùng 260 loại virus và nấm mốc, đặc biệt là an toàn cho đàn vật nuôi và an toàn cho người chăn nuôi. Với các cái hạt nano silver siêu nhỏ sẽ thẩm suất và tiêu diệt hoàn toàn virus, vi khuẩn trong và ngoài môi trường. Các bác quan tâm đến sản phẩm hãy comment xuống dưới video này hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 0981 648 993 để được tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ. Thứ nhất là giảm áp lực mầm bệnh ở trong chuồng, thứ hai là để ngăn chặn cái virus dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm vào trong trang trại của mình. Đấy, mọi người để lưu ý đấy, mọi người xem nhá, phun trực tiếp lên lợn, ok luôn. Đấy. Đấy, quay anh này còn đang nằm, anh ngủ nước, anh đang sướng, anh phun này còn không thể bảo gì luôn. Đấy nhá, mọi người nhìn thấy lưu ý này, phun không cần đeo khẩu trang luôn, cực kỳ an toàn với con người và an toàn cho cả vật nuôi luôn, không sợ tác dụng phụ, không sợ kích ứng bất cứ cái gì cả, hiệu quả thì tuyệt đối, mùi rất là dễ chịu, người con đấy không mũi sướng. Thank you.